Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Gioan Bosco. Giấc mơ kiến tạo ước mơ. Một trái tim biến sói thành chiên. Ngày thứ tư trong tuần Cửu Nhật Kính Thánh Gioan Bosco. Đông Bosco và lòng yêu mến Hội Thánh. Không ai có thể vừa tuyên xưng mình là người Công giáo vừa từ chối Đức Thánh Cha. Các giấc mơ của Đông Bosco, giấc mơ về hai cột trụ. Các con thân mến, sau đây cha sẽ kể cho các con một giấc mơ. Các con hãy tưởng tượng như mình đang ở trên bãi biển, hay hơn nữa là trên một tảng đá chơi vơi với những làn sóng. Trên mặt biển mênh mông có vô số tàu bè đang xếp hàng dàn trận. Đầu tàu, bên hông tàu mang đầy khí giới, đủ loại đại bác, súng trường, súng phóng lửa và cả những sách vở nữa. Tất cả sửa soạn tuyên chiến dữ dội với một chiếc tàu khác lớn hơn và muốn tiêu hủy nó. Chiếc tàu này rất oai nghiêm, dẫn đầu một đoàn thuyền khác cố gắng đẩy lui mọi cuộc tấn công của địch. Nhưng thà nôi, biển và gió lại thuận phe địch. Giữa những làn sóng, mọc lên hai chiếc cột lớn không cách xa nhau mấy. Trên cột thứ nhất có tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm, dưới chân cha đọc thấy chữ này: Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu. Trên cột thứ hai, cột này cao hơn, có bánh thánh sáng chói hào quang, và cha đọc thấy những lời này: sự cứu rỗi của những kẻ tin cậy. Tình trạng thật đáng lo ngại cho chiếc tàu mà vị chỉ huy tối cao cũng là vị thuyền trưởng chính là Đức Thánh Cha. Trước sự nguy hiểm cấp bách đó, Đức Thánh Cha liền triệu tập các viên hoa tiêu của các đoàn thuyền liên minh lại để suy tính cách đối phó. Chẳng bao lâu, tất cả đã ở chung quanh vị thuyền trưởng, nhưng cuồng phong và bão tố trở nên dữ dội, khiến các ngài không kịp khai mạc phiên họp và ai nấy phải trở về vị trí của mình. Vài phút sau, biển lặng yên, sóng yếu trở lại, cho phép một cuộc triệu tập lần thứ hai. Trong khi đó, chiếc tàu vẫn tiếp tục lên đường. Nhưng bất hạnh thay, chưa được mấy chốc, bão lại bắt đầu dữ dội. Đức Thánh Cha đứng ở đầu tàu, cố gắng lái chiếc tàu vào giữa hai cột rồi trang bị họ neo, dây cáp. Trong lúc này, quân địch tăng thêm những cuộc tấn công. Chúng ném những sách báo và những chất phát hỏa lên tàu của Đức Thánh Cha. Bắn liên hồi, tàu giết nhau như điên cuồng. Tất cả những cố gắng của chúng đều chua cay thất bại. Công là một lần thất bại mới, hao tổn sức lực và đạn dược. Bình tĩnh và thản nhiên, chiếc tàu oai nghiêm của Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục tiến bước. Thình lình bên hông tàu bị thủng một lỗ rất lớn, nhưng một làn gió huyền diệu xuất phát từ phía hai cây cột hàn gắn lại. Giữa tiếng gầm thét của đại bác, tiếng lẹt đẹt của súng tay và tiếng khói khét móc sắt, thuyền địch xô vào nhau, vỡ tan tành và chìm trong lòng biển. Thuyền địch như điên cuồng nhảy lên bom tàu và đánh giáp lá cà. Địch tay chúng bị quấn lại khi chúng phun ra những lời phạm thượng và nguyền rủa. Bất chợt, Đức Thánh Cha bị trọng thương. Ngài ngã xuống, các con cái chạy đến nâng ngài dậy, nhưng ngài lại bị thương lần thứ hai. Tiếng kêu chiến thắng vang dội, quân địch sung sướng nhảy nhót trên thuyền. Trong khi tin Đức Giáo Hoàng qua đời chưa kịp loan đến cho mọi người biết, đến cái vị khác đã được hồi lên làm cho quân địch khiếp đảm. Đức Giáo Hoàng lái con tàu vượt qua những trở ngại và tiến vào giữa hai cái cột. Ngài buộc chặt con tàu lại, mũi tàu buộc vào cột thánh thể và đằng lái thì buộc vào cột Đức Mẹ Vô Nhiễm. Rồi một cuộc khủng bố vĩ đại xảy ra, rối loạn không thể tả nổi. Tất cả quân địch chạy trốn và tản mát hết. Thuyền của chúng đụng vào nhau và vỡ tan tành. Chiếc thuyền chìm lại làm cho những chiếc khác chìm theo. Vài chiếc thuyền chiến đấu anh dũng để bảo vệ Đức Thánh Cha cũng chạy đến buộc vào hai cột. Những chiếc khác chưa mấy nguy hiểm, đang đợi chiến thắng cũng bắt chước làm theo. Mặt biển trở nên yên lặng như tờ. Ý nghĩa của giấc
mơ được diễn giải như sau. Chiếc tàu của Đức Thánh Cha là hình bóng chỉ giáo hội. Những ai bảo vệ Đức Thánh Cha là những giáo hữu tốt, còn những kẻ khác là thù địch của giáo hội. Hai cột cứu rỗi đó là lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể và mẹ Maria vô nhiễm phù hộ mà chúng ta phải thực hành và truyền bá cho mọi người xung quanh chúng ta. Lạy Thánh Gioan Bosco, với tình con thảo, Ngài đã yêu mến Hội Thánh là Đức Thánh Cha. Ngài đã không ngừng bảo vệ Đức Thánh Cha. Nhờ Ngài mà chúng con luôn hãnh diện vì mình thuộc về giáo hội công giáo rộng lớn, và chúng con luôn vâng phục những lời giáo huấn của Hội Thánh. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Gioan Bosco, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã quan phòng ban cho chúng con Thánh Gioan Bosco làm cha và thầy của giới trẻ. Nhờ Đức Trinh Nữ Maria hướng dẫn, Thánh Gioan Bosco đã làm việc với lòng nhiệt thành không mỏi mệt vì lợi ích của giáo hội. Xin Cha cũng đốt lên nơi lòng chúng con cũng một đức ái tông đồ, thôi thúc chúng con tìm kiếm phần rỗi cho anh chị em chúng con. Hầu phụng sự Cha là sự thiện duy nhất và cao cả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Dù có gặp gian nan,
tâm hồn luôn trong sáng, tình yêu trong dòng nhân, vì yêu các linh hồn. Năm tháng Chúa kêu mời, giàu con yêu bước chân, con xin đáp tiếng mời, Chúa dìu con đi tới. Tiếng cười Don Bosco, Don Bosco, vui tươi ấm đang hồng, tình yêu tạo sân mới. Don Bosco, Don Bosco, tâm hồn không tan tả, tình yêu luôn sáng tươi. Don Bosco, Don Bosco, cho con biết quên mình để tìm Chúa không ngơi, cho con biết quên mình.